Vâng, xin chào tất cả quý anh chị. Một cái buổi sáng khá là mưa gió tại thành phố Hải Dương sau khi đón chào một cái sự kiện quan trọng của người Hải Dương, đó chính là ngày mùng 3 tháng 3 dỡ bỏ cách ly đối với thành phố Hải Dương và mọi cái hoạt động thành phố Hải Dương trở về bình thường. Và tất cả quý anh chị có thể về xem xe tại Hải Dương. Và buổi sáng ngày hôm nay em Dũng dù khá là mưa gió nhưng vẫn là ra ngoài để quay những chiếc xe mới về cập bến tại Ba Tư Phan cho quý anh chị, để quý anh chị có thể cập nhật những cái chiếc xe, để quý anh chị có thể là lựa chọn cho mình những chiếc xe đẹp. Trước mặt quý anh chị đây là một chiếc City 2016 động cơ 1.5 công nghệ EVTEC. Và chiếc xe này bên công ty Ba Tư Phan đang chào bán với cái mức giá đó chính là 420 triệu đồng. Dạ vâng, một cái mức giá thực sự hợp lý cho một chiếc xe phân khúc hạng B, có đầy đủ những cái trang bị hiện đại nhất dành cho một cái chiếc xe phân khúc hạng B. Đó chính là Dno sát tốp chìa khóa thông minh, Dno sát tốp chìa khóa thông minh, và sau đó là có trang bị cửa gió điều hòa phía sau, cộng với lại cái công nghệ máy EVTEC tiết kiệm nhiên liệu và chế độ van biến thiên đốt cháy hết nhiên liệu và thải ra môi trường những cái khí thật là tránh độc hại cho môi trường. Vâng, Honda luôn luôn là như thế. Vì sao Honda lại đứng đỉnh cao của dòng xe máy và đến bây giờ ô tô cũng được mọi người ưa chuộng như thế? Bởi vì tất cả những công nghệ của dòng Hyundai, dòng Honda này nó tối tân. Và đường nét của nó thì quý chị nhìn thấy được là nó có rất nhiều những điểm vuốt cạnh, đặc biệt là những cái vuốt cạnh vuốt từ cái phần cánh lái ra phía đuôi đèn. Nó chính là những cái ống hút thông gió tạo cho chiếc xe có những cái luồng gió chạy xuôi về phía đằng sau và tạo cho chiếc xe đỡ cản lực, dành cho tiết kiệm nhiên liệu, và nó sẽ lao vun vút về phía trước. Với cái thiết kế cụm đèn pha là đèn halogen, và chủ nhân cũng đã bọc thêm cái đèn thêm cái inox rồi thì cũng rất là sáng, chất liệu làm đèn rất là tốt. Và đây quý chị này, tất cả các đường nét của chiếc xe này nó còn rất là đẹp. Một cái thanh bạc chrome to nằm ở chính giữa, bao trùm lên một cái huy hiệu của dòng Hyundai. Vâng, các đường nét của xe thì liền khít với nhau. Trang bị bộ la răng phay và ABS hai bánh trước. ABS thực ra nó là 4 bánh nhưng mà chỉ có đùm phanh ở hai bánh trước thôi. Tất cả các đường nét chi tiết của xe có nguyên bản xi nhang tích hợp này. Vâng, thì thực ra là với những chiếc xe phân khúc hạng B này thì người tiêu dùng luôn luôn hướng đến cái việc đó là mua những cái chiếc xe nó tiện dụng thôi, nó tiện dụng và tiết kiệm bền bỉ. Và thời tiết khá là rét và mưa nữa, thành ra là cổ họng em cũng không được tốt lắm, nhưng mà vẫn lao ra ngoài đường để phục vụ cái nhu cầu tận hưởng những cái chiếc xe mới về, để cho quý chị có thể là quyết định mang sớm về sử dụng. Honda City công nghệ EVTEC là một chiếc xe phân khúc hạng B khá là tuyệt vời, khá là đẹp và rất là bền bỉ nhé anh chị nhé. So với Vios thì nó còn bền bỉ, khả năng còn đứng cao hơn cả Vios cơ. Đây anh chị này. Đây. Đấy. Cốp sau thì khá là rộng, rất là rộng rãi này, để thoải mái các loại đồ nghề của gia đình. Đây anh chị này, lốp này, dán cả chống ồn vòng quanh xe rồi. Nên anh chị cứ yên tâm đi, chiếc xe nó khá là khá là đẹp đấy. Đấy, tất cả các đường khe khớp của chiếc xe liền khít với nhau. Thế bây giờ ta sẽ khám phá cái phần nội thất của chiếc xe nhé. Vâng, nội thất của chiếc xe keo chỉ zin đẹp nhé. Đấy, anh chị thích nhìn keo chỉ thì em sẽ quay khá là chi tiết để anh chị nhìn. Xe được trang bị màn hình rồi, cam lùi rồi, màn hình Android cho phạt rồi. Vâng, đấy quý chị có thể quan sát. Ghế nỉ theo xe này còn rất là đẹp và thơm này. Dno sát tốp chìa khóa thông minh, đấy là những cái công nghệ tuyệt vời của một cái dòng phân khúc hạng B dành cho quý khách hàng. Đấy, rất chi tiết, anh chị có thể xem. Đặc biệt đó là cái phần phía sau cũng như khoang nội thất của cái dòng Honda City nổi bật hơn tất cả các xe phân khúc hạng B. Đó chính là có cửa gió điều hòa phía sau, dành cho cái sự thoải mái cho người ngồi phía sau. Cái khoảng cách giãn cách giữa cái hàng ghế sau và hàng ghế trước khá là tuyệt vời. Bản ghế to nhưng mà cái khoảng cách thì cực là rộng.
dành cho những người ngồi phía sau rất là thoải mái nhé quý anh chị nhé, thoải mái vô cùng, duỗi đạp chân thoải mái mà lại có điều hòa phục vụ ở phía sau, rất là tuyệt vời. Những cái sự thiết kế này là những cái sự thiết kế khá là tân tiến dành cho một cái chiếc xe phân khúc hạng B, không phải một chiếc xe nào cũng có được. Đây là chiếc xe duy nhất mà dòng Honda đã trang bị cho nó, và tất cả các dòng phân khúc hạng B của các hãng khác thì đều không có được những cái điều tuyệt vời này. Đấy, hàng ghế khá là rộng rãi. Vâng, đi một chiếc xe thì ta biết rồi, nó phải có cái cảm giác thoải mái thì ta đi nó mới sướng, đúng không ạ? Đây là chìa khóa thông minh này, phím bấm mở cửa rành tay này. Còn nếu như mà ngồi một chiếc xe mà nó chật chội thì rất là khó chịu, rất là khó chịu, mang lại sự mệt mỏi cho người lái cũng như người ngồi phía sau trên các cung đường. Xe thì được trang bị gương gập tự động này, chế độ econ này, điều khiển trình điện này, dừng đỗ tự động này, chế độ chống trơn trượt này, khá nhiều những cái trang thiết bị hiện đại và tối tân dành cho chiếc xe này. Đấy, vô lăng của chiếc xe đẹp như một chiếc xe mới luôn, không có vết chầy xước gì cả. Và những chiếc xe này là gia đình sử dụng khá là chuẩn mực, xe đã chạy 6,3 rồi và off đồ 6,3, trang bị màn hình cam lùi, có tích hợp đường đi này, để nổ sát tốp này, và chìa khóa thông minh này. Và đặc biệt Honda City nó có trang bị khá là tối tân, đó chính là hộp số vô cấp. Hộp số vô cấp mang lại cái sự trải nghiệm tuyệt vời cho người sử dụng, bởi vì khi người sử dụng sẽ khi nó nhảy số nó rất là êm ái, và người sử dụng sẽ không bị cái cảm giác giật số gây khó chịu, gây buồn nôn cho những người ngồi phía sau. Đó chính là cái sự tuyệt vời của dòng Honda City, mà bất kể một ai khi sử dụng cũng cảm thấy rằng đây là thực sự là một cái trang bị tối tân. Và anh chị cũng biết rằng là cái trang bị này nó còn tốt cả về cái phần tiết kiệm nhiên liệu. Cái hộp số vô cấp này nó nhảy đều, dẫn đến nó rất là tiết kiệm nhiên liệu anh chị nhé. Vâng, đấy, rất là tiết kiệm nhiên liệu. Và anh chị thấy được rằng là gì đây? Đây, ok chưa? Nó còn trang bị số gẩy vô lăng. Số gẩy vô lăng này thì nó là 7 cấp số gẩy nhé. Anh chị có thể gẩy một cách thoải mái luôn. Đấy, gẩy một cách thoải mái lên xuống xuống này. Đấy, đấy là những trang bị khá là tối tân cho những chiếc xe mà thường chỉ có ở phân khúc hạng C thôi. Mà đây thì phân khúc hạng B đã có rồi. Tất cả các chi tiết xe đều khá là đẹp. Mà với chỉ có giá 420 triệu đồng, chỉ bằng một chiếc Vios 2015 thôi, thì tại sao quý khách hàng không thể lựa chọn, không lựa chọn chiếc này? Và để có thể sử dụng cho gia đình, đây là một chiếc xe gia đình rồi, không thể nào khác được rồi. Vậy anh chị mua về sử dụng thì quá ok rồi. Ta sẽ quan sát phần máy của chiếc xe nữa, là hoàn chỉnh một chiếc xe hoàn chỉnh nhá, một chiếc xe khá là đẹp luôn. Địa chỉ công ty số 1 đường Thanh Niên. Chiếc xe này vẫn hỗ trợ trả góp ngân hàng cho quý chị với mức lãi suất 0.85% một năm, và có thể trả góp lên tới 5 năm và hỗ trợ 60% giá trị xe nhé. Vâng, đây quý chị nhìn đây, một chiếc xe còn nguyên bản, còn rất nguyên bản, máy móc nguyên zin. Đấy, máy móc nguyên zin, nổ cực êm. Vâng, Honda City động cơ 1.5 công nghệ EVTEC, chế độ van biến thiên đốt cháy hết sạch nhiên liệu và thải ra môi trường những cái khí không độc hại đã được kiểm soát rồi. Vâng, rất là chuẩn mực. Với mức tiết kiệm nhiên liệu đã được nhà sản xuất công bố, đó là cái mức tiêu hao chỉ ở mức đó là 4,5 lít trên cái cung đường trường. Vâng, một cái con số tuyệt vời, một cái con số trong mơ, và là một con số đứng đầu bảng trong những dòng xe tiết kiệm. Vậy thì với giá 420 triệu cho chiếc Honda City phiên bản số tự động được sản xuất năm 2016 tại Ba Tư Phan, là một cái mức giá thực sự là hợp lý và một cái mức giá tri ân khách hàng sau khi mùa dịch kết thúc. Quý chị hãy điện thoại trực tiếp tới hotline công ty 0609648834, 0963882833 hoặc 0912912969 để có thể là chốt chiếc xe này và hẹn đến xem xe hoặc được tư vấn thật là tốt, chi tiết về chất lượng của chiếc xe. Thay mặt ekip Ba Tư Phan thì gửi lời chúc sức khỏe tới tất cả quý khách hàng, và quý khách hàng hãy đến địa chỉ của bên công ty để xem những chiếc xe khác. Hiện tại bên công ty
đang về rất nhiều xe mới để phục vụ nhu cầu của quý khách hàng. Trời cũng đã khá là mưa rét rồi, đi lại rất là bất tiện. Vậy những chiếc xe như thế này nó sẽ phục vụ cho nhu cầu của chúng ta. Cảm ơn quý khách hàng và chào tạm biệt.